đội tuyển Anh cần tống cổ cả Bellingham lẫn Kane về nước. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã được tư vấn nên loại Jude Bellingham và Harry Kane cho trận đấu vòng 16 đội Euro 2024 của đội tuyển Anh với đội tuyển Slovakia. Southgate phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để thực hiện những thay đổi đáng kể cho đội hình của mình trước trận đấu quan trọng ở vòng 16 đội Euro 2024 với đội tuyển Slovakia. Những kỳ vọng đặt vào Bellingham trước giải đấu ở Đức là rất lớn, đặc biệt là sau mùa giải xuất sắc của anh với Real Madrid. Màn trình diễn của anh trong chiến thắng 1-0 của Tam Sư trước Serbia trong trận mở màn khi anh ghi bàn thắng quyết định dường như đã đáp ứng được những kỳ vọng đó. Tuy nhiên, phong độ của Bellingham sa sút đáng kể trong các trận đấu tiếp theo với Đan Mạch và Slovenia, làm dấy lên lo ngại về tính ổn định và đóng góp chung của anh cho đội. Cựu ngôi sao Liverpool và chuyên gia bóng đá Dietmar Hamann đã đặc biệt lên tiếng ủng hộ việc cải tổ đội hình đội tuyển Anh. Hamann đề nghị thay Bellingham bằng Phil Foden ở hàng tiền vệ và kết hợp những cầu thủ trẻ hơn, năng nổ hơn như Cole Palmer hay Anthony Gordon ở hai bên cánh. Trong chuyên mục của mình cho Sky Sport phiên bản Đức, Hamann viết, giữa Phil Foden và Jude Bellingham chỉ có một người có thể ra sân và theo tôi. Đó sẽ là Foden. Họ phải loại Bellingham ra, Foden ở giữa và sau đó là Cole Palmer và Anthony Gordon ở hai bên cánh. Bellingham đã được thổi phồng sau 6 tháng đầu tiên ở Madrid. Nhưng cậu ấy chỉ thể hiện ở mức trung bình cho Real kể từ Giáng sinh. Ở Champions League, cậu ấy hầu như vô hình ở tứ kết, bán kết và chung kết. Đó là lý do tại sao tôi không ngạc nhiên về màn trình diễn của cậu ấy tại Euro. Câu hỏi đặt ra là vị trí nào phù hợp nhất với cậu ấy? Cậu ấy chơi ở vị trí số 10 cho đội tuyển Anh và ghi hầu hết các bàn thắng cho Real ở vị trí tiền đạo. Cần phải xác nhận lại màn trình diễn của cậu ấy từ năm ngoái. Nhiều người đang nói về quả bóng vàng, nhưng tôi không thấy cậu ấy đạt đến đẳng cấp thế giới vào lúc này. Hamann cho rằng Kane nên bị thay thế bởi Watkins. Hamann cũng không tiếc lời chê bai về phong độ hiện tại của Kane, đồng thời khẳng định tác động trên sân của chân sút Bayern Munich chưa tương xứng với danh tiếng của anh. Tôi không cảm thấy cậu ấy sẽ giúp cho đội tuyển Anh chơi tốt hơn. Và tôi cũng không cho rằng cậu ấy sẽ giúp Bayern mạnh hơn vào mùa giải tới. Kane đã ghi 36 bàn ở Bundesliga mùa trước. Nhưng khi họ cần cậu ấy lại không có mặt. Không phải lỗi của Kane nếu một số đồng đội của cậu ấy quá ích kỷ. Nhưng nếu tôi là cầu thủ có giá 100 triệu euro, đôi khi tôi phải tự mình tạo ra cơ hội ghi bàn. Cậu ấy ở rất xa đến mức không thể làm được điều đó. Nếu tôi là huấn luyện viên của Bayern, tôi sẽ không thoải mái khi thấy Kane chạy loanh quanh ở Euro. Và Southgate phải suy nghĩ về những gì ông ấy sẽ làm với Harry Kane. Với Oli Watkins, bạn có một tiền đạo nhanh nhẹn, có thể thâm nhập vào những khoảng trống mà Kane không thể. Kane sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 7 và còn 3 năm hợp đồng ở Munich. Bayern đang trong tình trạng biến động và muốn trở lại đẳng cấp thế giới, nhưng khi tôi nhìn vào đội ngũ tinh anh của giới túc cầu, màn trình diễn của Kane không tương xứng để là một phần trong đó. Nếu Southgate loại cả Bellingham và Kane khỏi đội hình trong trận gặp đội tuyển Slovakia vào Chủ nhật thì đó sẽ là một quyết định lớn. Ông phải cân bằng giữa niềm tin của mình với các cầu thủ đã thành danh và nhu cầu cấp thiết về một cuộc cải tổ chiến thuật để cải thiện phong độ cho Tam Sư. Lời kêu gọi thay đổi không chỉ liên quan đến phong độ cá nhân mà còn là việc tìm ra sự ăn ý và hiệu suất phù hợp để tiến xa hơn tại Đức.